Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, sóng FM tần số 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thì trước chúng ta đã cùng theo dõi phần 42 của bộ truyện kiếm hiệp Kim Dung, Tiếu Ngạo Giang Hồ. Và trước khi đến với phần tiếp theo của bộ truyện này thì xin mời các bạn cùng nghe lại phần tóm tắt của ngày hôm qua. Khúc Quảng lăng tán, từ khi Kê Khang chết đi, thiên hạ không ai được nghe nữa. Bản phổ cầm từ sau đời Tây Tấn không còn. Vị bằng hữu của Hướng Văn Thiên thông minh hơn người. Lão ta quất mấy chục mộ cổ của các danh nhân gãy đàn trước đời Tấn thì tìm thấy trong mộ của Thái Ung đời Đông Hán Khúc Phổ này. Hướng lão giao ước nếu trong Mai Trang bất luận vị nào thắng được trường kiếm trong tay Phong huynh đệ thì lão sẽ đem bức tuất ý thiếp chân tích của Trương Húc Phụng tặng Tam Trang Chủ, bức sơn khê hành lữ đồ của Phạm Khoan tặng Tứ Trang Chủ, đem 20 danh cục cờ vây của thần tiên quỷ quái mà lão thuộc nằm lòng nhất nhất viết ra tặng cho nhị trang chủ. Còn cuốn sách Quảng Lăng Tán cầm khúc không chừng đại ca của các vị cũng muốn chiêm ngưỡng. Hai bên tỉ kiếm, điểm trúng thì dừng không dùng nội lực. Phòng Nhị Trung dùng độc cô kiếm pháp, lấy đơn giản thắng phức tạp, lấy vô chiêu đối hữu chiêu, thắng liền ba đối thủ Đinh Kiên, Đan Thanh, Ngốc Bút Ông. Đến Hắc Bạch Tử dùng bàn cờ vuông bằng thép có tính nam châm, phải hơn 30 chiêu thì trường kiếm mới chỉ vào yết hầu của lão. Hắc Bạch Tử kinh hãi, nhưng lão nhanh trí biết tâm ý của đối phương, liền dựng bàn cờ thì kiếm của Phong Thiếu Hiệp không đâm tới nữa, xem như hòa. Nhưng trên cục diện thì Phong Thiếu Hiệp chiếm thế thượng phong. Và cuộc cá cược này ngã ngũ ra sao, xin mời quý vị nghe tiếp phần đọc sau đây sẽ rõ. Lệnh Hồ Xung thu trường kiếm về, lùi ra hai bước, cúi người nói: tại hạ đắc tội. Hắc Bạch Tử nói: đồng huynh khéo nói đùa, cái gì bất phân thắng bại, kiếm thuật của Phong huynh tinh tuyệt, tại hạ tu liễn xiển rồi. Đăng Thanh tiên sinh nói: nhị ca, ta dùng con cờ làm ám khí của nhị ca là đệ nhất trong võ lâm, 361 con cờ đen trắng bắn ra thì không ai có thể cản được. Sao nhị ca không thử xem công phu phá ám khí của vị Phong huynh đệ này như thế nào? Hắc Bạch Tử giật mình, thấy Hướng Vấn Thiên hơi cúi đầu. Lão quay qua nhìn Lệnh Hồ Xung, thấy vẻ mặt chàng vẫn thản nhiên, bèn nghĩ bụng: kim pháp của người này quá cao minh, trong võ lâm hiện nay e rằng chỉ có người đó mới có thể thắng được vị khách họ Phong này. Nhìn mặt bọn họ vẫn không có chút gì ra vẻ sợ hãi, thì dù lão có sự ám khí, xem ra cũng chỉ thêm một lần xấu hổ nữa mà thôi. Lão liền lắc đầu cười nói: ta đã chịu thua rồi, còn tỷ đấu ám khí gì nữa. Ngốc Bút Ông chỉ nhớ đến bức xuất ý thiếp của Trương Húc nên nói: đồng huynh, xin đồng huynh mở tấm thiếp ra cho ta xem một chút nữa đi. Hướng Vấn Thiên mỉm cười nói: chỉ đợi đại trang chủ thắng được Phong huynh đệ của tại hạ thì tấm thiếp này thuộc về sở hữu của Tam Trang Chủ, lúc đó dù có muốn xem 3 ngày 3 đêm cũng là quyền của Tam Trang Chủ. Ngốc Bút Ông nói: ta muốn xem 7 ngày 7 đêm liền. Hướng Vấn Thiên nói: được, trang chủ cứ xem 7 ngày 7 đêm. Ngốc Bút Ông cảm thấy bức rất khó chịu, nói: nhị ca, tiểu đệ đi mời đại ca ra tay có được không? Hắc Bạch Tử nói: hai người ở đây tiếp khách, để ta đi nói với đại ca. Lão nói rồi quay người đi ra ngoài. Đăng Thanh tiên sinh nói: Phong huynh đệ, chúng ta uống rượu đi. Ôi, cái thùng rượu này bị Tam ca làm đổ mất quá nhiều. Lão nói xong rót rượu vào bát. Ngốc Bút Ông bực mình nói: cái gì mà đổ mất quá nhiều, rượu của người có đổ vào trong bụng cũng biến thành nước tiểu ra ngoài, còn rượu lưu lại qua nét bút của ta trên tường thì ngàn năm không hư hại. Nhờ có thư pháp của ta mà rượu lưu lại được tiếng thơm ngàn năm, người đời sau
xem thư pháp của ta mới biết trên đời này còn có thứ rượu đỏ thổ lỗ phồn này của người đó. Đan Thanh tiên sinh cầm chén rượu lên, hướng vào bức tường, nói: Bức tường ơi hỡi là bức tường, ngươi thật là may mắn đó, được thưởng thức rượu ngon của tứ đại gia. Dù cho không có tâm ca ta viết lên mặt của ngươi, ngươi cũng ngàn năm không bị hư hoại. Lệnh Hồ Xuân cười nói: So với bức vách vô tri vô giác này thì vãn bối may mắn hơn nhiều, vì được thưởng thức rượu ngon hiếm có trên đời. Lệnh Hồ Xuân nói xong liền nâng chén lên uống cạn. Hướng Dẫn Thiên ngồi bên cạnh bồi tiếp được hai chén thì dừng lại không uống nữa. Đan Thanh tiên sinh và Lệnh Hồ Xuân cứ rượu đưa đến thì uống cạn, càng uống càng hứng chí. Hai người mỗi người uống được 17-18 chén thì Hắc Bạch Tử mới trở lại, nói: Phong huynh, đại ca ta mời Phong huynh dời bước, đồng huynh ở lại đây uống thêm vài chén rượu nữa được chăng? Hướng Dẫn Thiên ngạc nhiên nói: Chuyện này... Lão thấy Hắc Bạch Tử hoàn toàn không có ý mời lão đi cùng, nên lão không thể đi theo được. Lão thở dài nói: Tại hạ vô duyên không được bái kiến đại trang chủ, thật là điều hối tiếc suốt đời. Hắc Bạch Tử nói: Xin đồng huynh miễn trách, đại ca của ta ẩn cư đã lâu, xưa nay không tiếp khách, nhưng vì nghe kiếm thuật của Phong huynh tinh tuyệt nên xin lòng ngưỡng mộ mới mời Phong huynh đến tiếp kiến, chỉ quyết không dám có ý bất kính với đồng huynh. Hướng Dẫn Thiên nói: Tại hạ đâu dám, đâu dám. Lệnh Hồ Xuân để bát rượu xuống, nghĩ không tiện cầm kiếm đi gặp chủ nhân, liền đi tay không theo Hắc Bạch Tử ra khỏi kỳ thất. Đi qua một dãy hành lang, hai người đến trước một cái cửa động hình bán nguyệt. Trên cửa động có hai chữ Cầm Tâm, do những mảnh đá lưu ly màu lam xếp thành, nét bút rất cứng cáp, đúng là thủ bút của ngốc bút ông. Đi qua cửa là một con đường hoa thẳng tắp, hai bên trúc mọc tùm. Đường hoa rải đá trứng ngỗng, phủ đầy rêu xanh. Rõ ràng nơi đây bình thường ít người qua lại. Đường hoa thông đến trước ba gian thạch thất. Trước sau thạch thất trồng 7-8 cây tùng cao vút, che phủ u cả mặt đất. Hắc Bạch Tử nhẹ đẩy cửa phòng rồi nói khẽ: Mời Phong huynh vào. Lệnh Hồ Xuân vừa vào cửa thất thì ngửi thấy một mùi đàn hương ngào ngạt. Hắc Bạch Tử nói: Đại ca, Phong Tiếu Hiệp phái qua sơn đến rồi. Một lão già từ trong nội thất đi ra, dung tay nói: Phong Tiếu Hiệp gia lâm Tệ Trang, lão phù chưa ra xa đón tiếp, xin miễn thư, miễn thư. Lệnh Hồ Xuân thấy lão già này khoảng 60 tuổi, ốm như que củi, mặt hóp xọp giống như một cái đầu lâu, nhưng hai mắt lão thần quang sáng loáng. Chàng liền cúi người nói: Giảng bối đến thật đường đột, xin tiền bối miễn thứ. Lão già nói: Nói hay lắm, nói hay lắm. Hắc Bạch Tử nói: Đại ca của ta có đạo hiệu là Hoàng Trung Công, Phong Tiểu Hiệp chắc cũng đã nghe tiếng rồi chứ. Lệnh Hồ Xuân đáp: Giảng bối ngưỡng mộ đại danh của bốn vị trang chủ đã lâu, hôm nay được bái kiến Thanh Nhan thật là may mắn. Lệnh Hồ Xuân nghĩ bụng: Hướng đại ca thật lắm trò, chuyện này đại ca không nói trước cho mình biết, chỉ dặn tất cả phải nghe theo sự sắp đặt của lão. Bây giờ đại ca lại không ở bên cạnh mình, nếu vị đại trang chủ này đưa ra vấn đề nan giải thì mình không biết ứng phó sao đây. Chỉ nghe Hoàng Trung Công lên tiếng: Nghe nói Phong Thiếu Hiệp là truyền nhân của tiền bối Phong lão tiên sinh phái qua sơn, kim pháp như thần, xưa này lão phu rất ngưỡng mộ võ công và nhân cách của Phong tiên sinh, chỉ đáng tiếc chưa có duyên gặp mặt. Trước đây ít lâu, nghe trên giang hồ đồn rằng Phong lão tiên sinh đã về nơi tiên cảnh, lão phu rất thương tiếc. Hôm nay được gặp truyền nhân đích tôn của Phong lão tiên sinh cũng coi như được an ủi nguyện vọng trong đời của lão phu. Không biết Phong Tiểu Hiệp có phải là con cháu của Phong lão tiên sinh không vậy? Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ: Phong thái sư thúc tổ đã ân cần dặn dò ta không được tiết lộ hành tung của Phong thái sư thúc lão nhân gia,
Hướng đại ca thấy kiếm pháp của ta thì đoán ta được lão nhân gia truyền thụ. Vào đây Hướng đại ca đã không kiên dè, cứ phô trương đã đành, còn nói ta thuộc họ Phong, không tránh khỏi chuyện huynh hoang lừa bịp. Nhưng nếu ta nói thật cả ra thì không ổn. Lệnh Hồ Xung đành phải nói lấp lửng: Giảng bối là đệ tử thuộc hàng hậu bối của Phong lão nhân gia. Giảng bối tư chất đần độn, thụ giáo chỉ ít ngày nên kiếm pháp của lão nhân gia giảng bối chỉ học được 2 phần à. Hoàng Trung Công thở dài nói: Nếu Phong huynh thật chỉ học được 1-2 phần kiếm pháp của Phong lão nhân gia mà đã thắng được 3 huynh đệ của lão phu, thì kiếm thuật của Phong lão tiên sinh cao thầm khôn lường. Lệnh Hồ Xung nói: 3 vị trang chủ và giảng bối chỉ tùy ý qua lại vài chiêu, chưa phân thắng bại thì đã dừng tay. Hoàng Trung Công gật đầu, vẻ mặt xương xẩu của lão lộ ra nét vui mừng. Lão nói: Người trẻ tuổi không kiêu ngạo, không nóng nảy thật hiếm có. Xin mời Phong huynh vào cầm đường dùng trà. Lệnh Hồ Xung và Hắc Bạch Tử đi theo lão vào cầm đường ngồi xuống. Một tên đồng tử bưng trà xanh vào. Hoàng Trung Công nói: Nghe nói Phong Tiếu Hiệp có bộ cổ phổ Quảng Lăng Tán, chuyện này có thật không? Lão phù rất mê âm nhạc, nghĩ đến chuyện lúc Kê Khang sắp bị hành hình đã gãy khúc đàn này rồi nói Quảng Lăng Tán từ nay không còn nữa. Nếu khúc phổ này còn trên đời thật, thì lúc lão hữu chưa xuống mộ mà được tấu khúc phổ này, cuộc đời không còn chuyện gì nuối tiếc nữa. Lão nói đến đây, khuôn mặt nhợt nhạt hiện ra chút quyết sắc. Rõ ràng lão rất thiết tha được tấu khúc phổ này. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Hướng đại ca liên tục nói dối để lừa bịp họ. Ta thấy 4 vị trang chủ ở Cô Sơn Mai Trang đều không phải là người tầm thường. Giá lại đại ca đến cầu xin bọn họ trị thương cho ta, thì việc gì phải bịa ra lắm chuyện như vậy? Cuốn cầm phổ này nếu đúng là Quảng Lăng Tán do Khúc Dương tiền bối tìm được trong ngôi mộ của người nào đó thời Đông Hán, thì ta nên đưa cho lão xem qua. Lệnh Hồ Xung lấy từ trong túi ra cuốn cầm phổ, liền đứng dậy dâng 2 tay nói: Xin mời đại trang chủ xem. Hoàng Trung Công nghiêng người nhận lấy, nói: Quảng Lăng Tán thực truyền trong nhân gian đã lâu, hôm nay lão phu được xem danh phổ của cổ nhân, thật không còn gì sung sướng bằng. Có điều không biết. Dường như lão muốn nói làm sao biết được đây xác thực là chân phổ Quảng Lăng Tán, phải chăng có kẻ hiếu sự ngụy tạo ra nó để lừa bịp người. Lão liền dở cầm phổ ra, nói: Khúc phổ này rất dài. Lão xem trang thứ nhất, chỉ xem được chốc lát thì mặt biến sắc. Lão đưa tay phải lật cầm phổ, còn 5 ngón tay trái thì gõ lên bàn theo tư thế gãy đàn, rồi khen: Tuyệt diệu. Âm điệu nhu hòa, trong trẻo, u nhã vời vợi. Lão lật đến trang thứ hai, xem một lúc rồi lại khen: Cao lượng nhã chi, thâm tàng quyền cơ, thần trí ra theo tiên đàn. Trong khoảnh khắc lòng đã sung sướng vô cùng. Hắc Bạch Tử thấy Hoàng Trung Công mới xem đến trang thứ hai mà thần trí đã mê mẩn, chỉ e lão xem tiếp nữa thì không biết đến mấy canh giờ mới xong, liền nói xen vào: Vị Phong Thiếu Hiệp Phái Hoa Sơn này cùng đến với vị đồng huynh nói rằng trong Mai Trang nếu có người thắng được kiếm pháp của Phong Thiếu Hiệp. Hoàng Trung Công ngắt lời: Nhất định phải có người thắng được kiếm pháp của Phong huynh đệ, thì Phong huynh đệ mới chịu đưa cho mượn bộ Quảng Lăng Tán này để sao chép, có phải không? Hắc Bạch Tử đáp: Đúng vậy,
ba người bọn tiểu đệ đều bại cả rồi. Nếu đại ca ra tay thì cô Sơn Mai Tràng của chúng ta... Hoàng Trung Công cười nhạt, nói: Các người đã thất bại thì ta cũng vậy thôi. Hắc Bạch Tử nói: Ba người bọn tiểu đệ làm sao có thể bì với đại ca được chứ? Hoàng Trung Công nói: Dạ rồi, ta vô dụng rồi. Lệnh Hồ Xung đứng dậy nói: Đại trang chủ, có đạo hiệu là Hoàng Trung Công dĩ nhiên là cao thủ trong cầm âm. Khúc phổ này tuy khó có được nhưng cũng không phải là bí quyết bất truyền gì. Đại trang chủ cứ giữ lại để sao chép, 3 ngày sau giảng bối sẽ đến đây mượn lại. Hoàng Trung Công và Hắc Bạch Tử đều sửng sốt. Hắc Bạch Tử lúc ở trong kỳ thức thấy Hướng Dẫn Thiên rất khó chịu, làm khó dễ đủ điều, khiến tâm thần lão bức rứt. Nhưng lại không ngờ gã Phong Nhị Trung này lại vô cùng khẳng khái. Lão là người giỏi về đánh cờ nên nghĩ cử chỉ này của Lệnh Hồ Xung chắc là muốn bày cái bẫy để Hoàng Trung Công lọt vào. Nhưng lão chưa nhìn ra được chỗ ngụy tạo của Lệnh Hồ Xung. Hoàng Trung Công nói: Vô công bất thụ lộc, Phong huynh đệ và lão phu vốn không quen biết, làm sao lão phu có thể nhận hậu lễ này của Phong huynh đệ được? Hai vị đến Tệ Trang rốt cuộc có điều chi muốn chỉ giáo? Mong hãy nói thật ra đi. Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm: Hướng đại ca và ta đến Mai Trang có dụng ý gì? Đại ca chẳng hề đề cập. Nhưng nghĩ lại, chắc đại ca muốn cầu 4 vị trang chủ trị thương cho ta. Nhưng đại ca sắp đặt công chuyện vô cùng bí mật. 4 vị trang chủ này đều là những nhân vật đặc biệt khác người. Ta không nên nói rõ cho họ biết. Dù sao ta cũng không biết Hướng đại ca đến đây để cầu xin gì. Vậy ta cứ nói thẳng ra cũng đâu có ý khinh người. Lệnh Hồ Xuân nghĩ vậy liền nói: Giảng bối theo đồng đại ca đến Bảo Trang, thật tình mà nói, trước khi bước vào, giảng bối chưa từng nghe đại danh của 4 vị trang chủ, cũng không biết trên đời này có tòa Cô Sơn Mai Trang này. Lệnh Hồ Xung ngừng một lúc, lại nói tiếp: Vì giảng bối cô lậu quả văn, không biết các vị là cao nhân tiền bối trong võ lâm, xin hai vị trang chủ đừng có trách. Hoàng Trung Công liếc nhìn Hắc Bạch Tử, mặt lộ ra nụ cười, lão nói: Phong tiểu hiệp nói rất chân thành, lão phu xin đa tạ. Lão phu vốn rất lấy làm lạ, 4 huynh đệ lão phu ẩn cư ở Lâm An, trên giang hồ rất ít người biết. Ngũ Nhạc Kiếm Phái và huynh đệ lão phu càng không có liên quan gì, mà sao hai vị lại tìm đến đây? Nói như vậy thì Phong tiểu hiệp quả thật không biết lai lịch của 4 huynh đệ của lão phu, phải không? Lệnh Hồ Xung đáp: Giảng bối rất lấy làm hổ thẹn, mong hai vị trang chủ chỉ giáo. Vừa rồi giảng bối nói cái gì ngưỡng mộ đại danh của 4 vị trang chủ đã lâu, kỳ thực là... Hoàng Trung Công gật đầu nói: Hoàng Trung Công, Hắc Bạch Tử đều do bọn lão phu tự đặt ngoại hiệu cho mình. Tên họ đích thực của bọn lão phu đã sớm không dùng nữa. Thiếu hiệp trước này chưa từng nghe thấy qua tên của 4 huynh đệ lão phu thì cũng là lẽ đương nhiên. Tay phải lão mở cầm phổ ra, hỏi: Phong thiếu hiệp thành tâm cho lão phu mượn bộ cầm phổ này để sao chép ư? Lệnh Hồ Xung đáp: Đúng vậy, vì cầm phổ này là vật sở hữu của đồng đại ca, giảng bối mới nói là cho mượn. Nếu không thì giảng bối đã nói tiền bối giữ luôn cũng được. Kiếm báo tặng người tài thì cũng không cần phải trả lại. Hoàng Trung Công ồ lên một tiếng, vẻ mặt xương xẩu của lão lộ ra nét hớn hở. Hắc Bạch Tử hỏi: Phong tiểu hiệp đem cầm phổ cho đại ca ta mượn, đồng huynh có đồng ý hay không? Lệnh Hồ Xung đáp: Đồng đại ca và giảng bối giao tình sâu nặng, đại ca lại là người khẳng khái hào hiệp, giảng bối đã đồng ý, dù chuyện có lớn đến đâu đại ca cũng không chấp nhất đâu. Hắc Bạch Tử gật đầu. Hoàng Trung Công nói: Hậu y của Phong thiếu hiệp lão phu rất cảm kích, nhưng chuyện này chưa được đồng huynh chính miệng nói đồng ý thì lòng lão phu không yên. Chỉ đồng huynh đó nói muốn được cầm phổ thì phải có người của bổn trang thắng được kiếm pháp của Phong huynh đệ, nên lão phu không thể giành lấy phần tiện nghi này được. Vậy chúng ta hãy tỷ đấu vài chiêu xem sao.
Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm: vừa rồi nhị trang chủ nói ba người tiểu đệ làm sao có thể sánh với đại ca được, vậy thì võ công của vị trang chủ này đương nhiên cao hơn hẳn ba người kia. Võ công của ba vị trang chủ trác tuyệt, còn ta hoàn toàn dựa vào kiếm pháp của Phong Thái Sư Thúc Tổ truyền thụ cho mới chiếm được thượng phong. Ta giao thủ với đại trang chủ chưa chắc có thể thắng được, thì việc gì ta phải tự chuốc lấy cái nhục vào thân. Dù ta thắng được lão đi nữa cũng chẳng có hay ho gì. Lệnh Hồ Xung bèn nói: Đồng đại ca nhất thời hiếu sự nên mới nói như vậy, thật khiến cho giảng bối hổ thẹn vô cùng. Bốn vị trang chủ không phiền trách tính ngông cuồng, giảng bối đã vô cùng cảm kích, làm sao còn dám giao thủ với đại trang chủ. Hoàng Trung Công mỉm cười nói: Phong huynh đệ là người rất tốt, chúng ta tỷ đấu vài chiều, điểm đến thì dừng, cũng đâu có gì là quan trọng. Lão xoay lại lấy cây ngọc tiêu trên vách đưa cho Lệnh Hồ Xung, nói: Huynh đệ cầm ống tiêu làm kiếm, còn lão phu dùng cây dao cầm làm binh khí. Lão lấy ở đầu giường ra một cây dao cầm, mỉm cười nói: Hai thứ nhạc khí này của lão phu tuy không dám nói là vật có giá trị liền thành, nhưng cũng là những vật hiếm có trên đời, không nên để chúng bị vỡ. Chúng ta chỉ ra kiểu dáng của chiêu thức mà thôi. Lệnh Hồ Xung thấy cái ống tiêu làm bằng ngọc xanh biếc đúng là thứ thúy ngọc tuyệt hảo. Gần miệng ống tiêu có mấy chấm đỏ như máu, nổi bật lên màu xanh biếc của thân tiêu. Hoàng Trung Công cầm cây dao cầm rất cũ, là cổ vật mấy trăm năm, thậm chí 1000 năm trở lại. Hai thứ nhạc khí này chỉ cần chạm nhẹ cũng bị vỡ tan, cho nên không thể dùng chúng đấu thật được. Lệnh Hồ Xung cũng không thể từ chối, nên đưa hai tay cầm ngọc tiêu, cung kính nói: Xin đại trang chủ chỉ điểm cho. Hoàng Trung Công nói: Phong lão tiên sinh là bậc kim hào danh tiếng một đời, xưa nay lão phu vô cùng khâm phục. Phong lão nhân gia truyền thụ kiếm pháp thì không phải tầm thường, xin mời Phong thiếu hiệp. Lệnh Hồ Xung dung ống tiêu lên một cách nhẹ nhàng, gió lùa vào ống tiêu phát ra mấy tiếng nhạc nhu hòa. Hoàng Trung Công đưa tay phải gãy vào quyền cầm mấy cái, tiếng đàn vang lên, đuôi đàn đẩy về hướng vai phải Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung nghe thấy tiếng đàn, lòng hơi chấn động. Chàng từ từ điểm vào sau khuỷu tay Hoàng Trung Công. Nếu dao cầm tiếp tục đánh về đầu vai Lệnh Hồ Xung, thì chắc chắn quyệt đạo sau khuỷu tay của lão bị điểm trước. Hoàng Trung Công xoay dao cầm nhắm đánh lên phía trên Lệnh Hồ Xung. Lúc dao cầm phóng ra, lão lại gãy lên mấy tiếng. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Nếu ta dùng cây ngọc tiêu này đánh nhau thì hai thứ nhạc cụ quý hiếm cũng bị vỡ. Vì lão quý trọng nhạc khí nên chuyển thế dao cầm, nhưng cách đánh như vậy thì không tránh khỏi hành vi vô lại. Lệnh Hồ Xung liền xoay ống tiêu nhắm vào phía dưới nách của Hoàng Trung Công. Hoàng Trung Công đưa đàn lên đỡ thì Lệnh Hồ Xung liền thu ngọc tiêu về. Hoàng Trung Công lại liên tiếp gãy mấy tiếng đàn, nhạc âm chuyển rất gấp. Hắc Bạch Tử biến sắc mặt, lão lảo đảo người quay ra khỏi cầm đường, tay vịn lên cánh cửa. Hắc Bạch Tử biết Hoàng Trung Công đang gãy đàn phát ra tiếng là đang dẫn nội công thượng thừa vào cầm âm để phân tán tâm thần của địch nhân. Nội lực của đối phương và tiếng đàn đồng sinh cộng hưởng thì vô tình bị tiếng đàn khắc chế. Tiếng đàn thông thả ung dung thì đối phương xuất chiêu cũng thông thả. Tiếng đàn gấp rút thốt nhiên thì đối phương xuất chiêu cũng gấp theo. Nhưng chiêu số trên tiếng đàn của Hoàng Trung Công và cầm âm lại tương phản vừa dặn. Lão xuất chiêu càng thần tốc mà cầm âm càng du dương nhẹ nhàng, đối phương không cách nào đỡ được. Hắc Bạch Tử hiểu rõ môn công phu này của Hoàng Trung Công không phải tầm thường, lão sợ nội lực của mình lại bị tổn thương, liền bước lui ra ngoài cầm đường. Tuy Hắc Bạch Tử đứng bên ngoài cách một lần cửa, nhưng vẫn còn nghe được tiếng đàn lúc thông thả,
lúc dồn dập, chợt im bặt, chợt thét lên. Qua một lúc sau, tiếng đàn càng dồn dập. Hắc Bạch Tử nghe đến nỗi tâm thần bất định, hơi thở khó chịu, lại lùi ra ngoài cửa lớn, rồi đóng cửa lớn lại. Đã cách hai tầng cửa, tiếng đàn dường như không nghe được nữa. Nhưng thỉnh thoảng tiếng đàn lên cao lọt ra mấy tiếng, vẫn làm cho trái tim lão đập càng kịch liệt hơn. Lão đứng bên ngoài rất lâu, nhưng nghe tiếng đàn vẫn không dừng. Lão kinh dị thầm nghĩ: thiếu niên họ Phong này kiếm pháp cực cao, nội lực lại cũng cao thâm khó tả. Thất quyền vô hình kiếm của đại ca ta tấn công đã lâu, tại sao hắn vẫn có thể chống chọi được? Giữa lúc lão đang lo lắng thì Ngốc Bút Ông và Đan Thanh tiên sinh sóng vai đi tới. Đan Thanh tiên sinh hỏi khẽ: tình hình sao rồi? Hắc Bạch Tử nói: đã đấu lâu lắm rồi, thiếu niên này vẫn còn gắng gượng chống chọi, ta lo đại ca sẽ làm tổn thương tính mạng của thiếu niên này. Đan Thanh tiên sinh nói: để tiểu đệ đi cầu xin đại ca nương tình, không sát thương vị hảo bằng hữu này mới được. Hắc Bạch Tử lắc lắc đầu nói: không vào được đâu. Ngay lúc này cầm âm phát lên choang choang rất lớn. Cầm âm phát lên thì cả ba người thoái lui một bước. Cầm âm liên tiếp phát ra 5 tiếng, ba người không tự chủ được liền lui 5 bước. Sắc mặt của Ngốc Bút Ông trắng bệch. Lão định thần lại mới nói: chiêu lục đinh khai sơn này trong vô hình kiếm pháp của đại ca thật là lợi hại. 6 âm này mãnh liệt liên tục đánh mạnh ra thì họ Phong làm sao chống đỡ nổi? Lão nói chưa dứt lời lại nghe rít lên một tiếng, tiếp theo là bực bực mấy tiếng, dường như đã đứt mấy dây quyền cầm. Hắc Bạch Tử giật mình kinh hãi, đẩy cửa lớn chạy vào, lại để cánh cửa cầm thất. Thấy Hoàng Trung Công đứng thộn người ra không nói gì, cây dao cầm 7 dây trong tay lão đều bị đứt hết, rủ xuống bên đàn. Lệnh Hồ Xung tay cầm ngọc tiêu đứng một bên, cúi người nói: giảng bối đắc tội. Hiển nhiên trong cuộc tỷ võ này Hoàng Trung Công đã thua. Bọn Hắc Bạch Tử đều ngạc nhiên vô cùng, vì họ biết nội lực của đại ca rất hùng hậu, là một nhân vật cao thủ nhất nhị trong võ lâm, không ngờ lại bị thua trong tay của thiếu niên phái Hoa Sơn này. Nếu không tận mắt chứng kiến, thật khó tin. Hoàng Trung Công cười khổ não nói: Phòng tiểu hiệp kiếm pháp tinh thâm, bình sinh lão phù rất hiếm thấy, mà nội lực cũng thật là tuyệt vời, thật đáng kính phục. Thất quyền vô hình kiếm của lão phù vốn được xem như một môn tuyệt học trong võ lâm, nào ngờ nó như một trò chơi dưới tay Phòng thiếu hiệp. 4 huynh đệ của lão phù ẩn cư ở Mài Trang 10 mấy năm, không bước chân ra giang hồ, biến thành ít ngồi đây giếng hết rồi. Lão nói với giọng rất thê lương. Lệnh Hồ Xung nói: giảng bối cố gắng chống đỡ, rất may được tiền bối hạ thủ lưu tình. Hoàng Trung Công thở dài, lắc đầu ngồi thừ ra, vẻ mặt buồn thảm. Lệnh Hồ Xung thấy Hoàng Trung Công đau đớn như vậy, cảm thấy áy náy, thầm nghĩ: Hướng đại ca không muốn bọn họ biết nội lực của ta bị mất hết, để ta khỏi xin bọn họ trị thương cho, khỏi bị trở ngại. Nhưng bậc đại trượng phu quang minh lỗi lạc, ta không thể chiếm phần tiện nghi này. Chàng liền nói: đại trang chủ, có một chuyện giảng bối cần nói rõ. Sở dĩ giảng bối không sợ vô hình kiếm khí trong tiếng đàn của tiền bối phát ra, không phải vì nội lực của giảng bối cao cường, mà là vì trên người giảng bối không có một chút nội lực nào hết. Hoàng Trung Công sửng sốt, đứng dậy hỏi: cái gì? Lệnh Hồ Xung lại đáp: giảng bối bị thương nhiều lần, nội lực mất hết, nên hoàn toàn không bị cảm ứng tiếng đàn của tiền bối. Hoàng Trung Công vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Lão run run hỏi: có thật vậy không? Lệnh Hồ Xung đáp: nếu tiền bối không tin á, thì cứ chẩn mạch của giảng bối là biết ngay à. Lệnh Hồ Xung nói xong đưa tay phải ra. Hoàng Trung Công và Hắc Bạch Tử đều lấy làm lạ, lòng nghĩ hắn đến Mai Trang tuy không hẳn là địch, nhưng cũng không phải vì lòng tốt.
Nhưng sao hắn lại dám ngang nhiên đưa tay ra, y như đem tính mạng của mình giao vào tay người. Nếu Hoàng Trung Công mượn cơ hội bắt mạch mà nắm lấy huyệt đạo trên cổ tay hắn, thì hắn có bản lãnh bằng trời cũng không cách nào thi triển được, đành phải để mặc ai muốn làm gì thì làm. Vừa rồi Hoàng Trung Công đã dẫn thần kỹ lục đinh khai sơn, không những không làm gì được lệnh Hồ Xung, mà sau cùng cả bảy dây đàn cũng được gãy vang lên, nội lực dẫn đến tột đỉnh khiến bảy dây đứt hết. Lão bị đại bại, không cam lòng, thầm nghĩ: nếu người chờ ta đưa tay qua để nắm huyệt đạo của ta, thì ta sẽ cùng ngươi liệu đấu nội lực. Lão liền đưa tay phải ra, từ từ đặt lên mạch tay phải của lệnh Hồ Xung. Trong lúc đưa tay ra, lão đã ngấm ngầm dẫn thủ pháp ba môn cầm nã thủ thượng thừa, đó là hổ trảo cầm nã thủ, long trảo công, tiên thập bát nã, để bất luận đối phương biến chiêu ra sao cũng không thể nắm được cổ tay lão, thừa cơ kiềm chế lão. Không ngờ năm ngón tay của lão vừa đưa qua, lệnh Hồ Xung vẫn bất động, tuyệt không có biểu hiện phản kích gì. Hoàng Trung Công vừa cảm thấy mạch của lệnh Hồ Xung đập rất yếu, chậm chạp, xác thực nội lực của hắn đã bị mất hết. Lão ngẩng người ra, bất giác cười ha hả nói: thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Lão phù bị mắc bẫy của lão đệ rồi, lão phù bị mắc bẫy của lão đệ rồi. Tuy lão nói mình bị mắc bẫy, nhưng vẻ mặt lại rất vui sướng. Thất quyền vô hình kiếm của lão chỉ là cầm âm, thanh âm vốn có thể đả thương địch. Hiệu dụng của nó là kích phát nội lực của địch, làm quấy động chiêu thức của địch. Nội lực của đối thủ càng mạnh thì cảm ứng cầm âm càng lợi hại hơn. Vạn lần lão không ngờ tới lệnh Hồ Xung lại không có chút nội lực nào, cho nên thất quyền vô hình kiếm này chẳng có chút hiệu nghiệm gì. Hoàng Trung Công bị đại bại, lòng buồn chán vô cùng. Bây giờ biết sở dĩ lão thất bại không phải là do tuyệt kỹ mấy chục năm khổ luyện không hiệu nghiệm, nên lão vui mừng đến phát điên. Lão nắm tay lệnh Hồ Xung lắc lắc rồi cười nói: Hảo huynh đệ, hảo huynh đệ, tại sao hảo huynh đệ lại đem bí mật này nói cho lão phù biết? Lệnh Hồ Xung cười nói: Nội lực của giảng bối bị mất hết, vừa rồi lúc tỉ kiếm phải giấu giếm thì đã không ngay thẳng, làm sao có thể dối gạt đến cùng được. Tiền bối đánh đàn ra hay đến đâu cũng không lọt vào tai của giảng bối được. Hoàng Trung Công vuốt râu cười nói: Nếu nói như vậy thì thất quyền vô hình kiếm của lão phù cũng không thể coi là phế vật. Lão phù chỉ sợ thất quyền vô hình kiếm sẽ biến thành đoạn quyền vô hình kiếm mà thôi. Hắc Bạch Tử cũng nói: Phong thiếu hiệp thành thật nói ra khiến huynh đệ bọn ta rất cảm kích, nhưng tại sao Phong thiếu hiệp không nghĩ rằng hễ tiết lộ nhược điểm thì bọn ta muốn giết thiếu hiệp dễ như trở bàn tay? Tuy kiếm pháp của thiếu hiệp cực cao, nhưng nội lực không có thì không thể chống nổi bọn ta đâu. Lệnh Hồ Xung nói: Nhị trang chủ nói không sai, giảng bối biết bốn vị trang chủ là anh hùng hào kiệt nên mới nói rõ ra như vậy. Hoàng Trung Công gật đầu nói: Phải lắm, phải lắm. Phong huynh đệ đến tệ trang vì dụng ý gì xin đừng ngại, cứ nói thẳng ra. Bốn huynh đệ lão phu vừa gặp mặt huynh đệ mà như thế cố trì, chỉ cần sức còn á thì không ngại chi tính mạnh để giúp huynh đệ. Ngốc Bút Ông cũng nói: Nội lực của thiếu hiệp đã mất hết, chắc do bị trọng thương. Ta có một hảo bằng hữu y thuật như thần, có điều người này tính tình cổ quái, không dễ trị thương cho ai. Nhưng nếu mặt ta tất chịu trị thương cho thiếu hiệp, đó là sát nhân danh y Bình Nhất Chỉ, xưa này có giao tình với ta. Lệnh Hồ Xung đau đớn thốt lên: Bình Nhất Chỉ đại phu ư? Ngốc Bút Ông nói: Đúng vậy, thiếu hiệp cũng nghe qua tên của lão phải không? Lệnh Hồ Xung buồn bã: Vị Bình đại phu này mấy tháng trước
đã tạ thế trên Ngũ Bắc Cương ở Sơn Đông rồi. Ngốc Bút Ông la lên một tiếng, kinh hãi nói: Lão chết rồi ư? Đan Thanh tiên sinh nói: Bệnh gì lão cũng có thể trị được, sao lão không trị bệnh của mình? À, lão bị kẻ thù nào giết hại rồi hay sao? Lệnh Hồ Xung lắc đầu. Cái chết của Bình Nhất Chỉ khiến lòng chàng rất lấy làm áy náy. Lệnh Hồ Xung nói: Lúc Bình đại phu sắp chết, đại phu còn chẩn mạch cho vạn bối, nói thường thế của vạn bối rất cổ quái, quả thật không thể trị khỏi. Ngốc Bút Ông nghe tin Bình Nhất Chỉ chết, lão rất thương cảm. Lão ngồi thừ người ra, nước mắt chảy dài. Hoàng Chung Công trầm tư một lúc rồi nói: Phong huynh đệ, lão phu chỉ cho huynh đệ một con đường, người ta có đồng ý hay không cũng khó nói trước. Lão phu viết một lá thư, huynh đệ cầm đi gặp trưởng môn Phương Chứng đại sư ở Thiếu Lâm tự. Nếu lão có thể dùng Dịch Cân Kinh tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm để truyền thụ thì nội lực của huynh đệ có hy vọng hồi phục. Dịch Cân Kinh này vốn là bí cấp bất truyền của phái Thiếu Lâm, nhưng Phương Chứng đại sư năm xưa còn nợ lão phu một món ân tình, không chừng lão có thể nể mặt lão phu. Lệnh Hồ Xung nghe hai lão, một người giới thiệu Bình Nhất Chỉ, một người chỉ điểm đi cầu Phương Chứng đại sư, đều là những người rất tài giỏi, có thể chữa được bệnh của mình. Hai vị trang chủ này không những tri thức hơn người, mà đối với mình xác thực cũng có tấm lòng nhiệt thành. Bất giác lòng chàng cảm kích vô cùng, nói: Thần kỹ Dịch Cân Kinh Phương Chứng đại sư chỉ truyền cho đệ tử bổn môn, mà vãn bối thì không tiện bái nhập vào môn hạ Thiếu Lâm, chuyện này rất là khó xử. Lệnh Hồ Xung đứng dậy xá dài, nói: Hảo ý của bốn vị trang chủ, vãn bối rất cảm kích. Sống chết có số, thường thế trên người vãn bối cũng không sao, khiến cho bốn vị phải bận tâm. Vãn bối xin cáo từ. Hoàng Trung Công gọi lại: Khoan đã. Lão quay người đi vào nội thất, trong khoảnh khắc lấy ra một cái bình sứ, nói: Đây là hai viên dược hoàn mà ngày trước ân sư đã ban cho lão phu, nó vừa bổ thân thế vừa trị thương rất hiệu nghiệm. Lão phu tặng cho tiểu huynh đệ coi như là chút thành ý của lão phu về cuộc hội ngộ hôm nay. Lệnh Hồ Xung thấy cái nắp của bình sứ rất cũ, lòng nghĩ đây là di vật của sư phụ lão. Lão giữ gìn đến ngày nay, dĩ nhiên nó trân quý vô cùng. Chàng vội nói: Đây là thuốc tôn sư ban cho tiền bối, không phải là vật tầm thường, vãn bối không dám bái lãnh. Hoàng Trung Công lắc đầu nói: Bôn huynh đệ lão phu tuyệt không bước vào giang hồ, không tranh đấu với ai bên ngoài, nên thánh dược trị thương cũng không cần dùng đến. Huynh đệ của lão phu không có đệ tử, cũng không có con cái, huynh đệ từ chối không nhận thì hai viên dược hoàn này lão phu chỉ còn cách mang theo vào quan tài. Lệnh Hồ Xung nghe lão nói thật thê lương, đành phải trịnh trọng đáp tạ, nhận lấy hai viên dược hoàn, cáo từ đi ra cửa. Hắc Bạch Tử, Ngốc Bút Ông, Đan Thanh tiên sinh, cả ba người đưa Lệnh Hồ Xung về đến kỵ thất. Hướng Dẫn Thiên thấy vẻ mặt của bốn người rất trịnh trọng thì biết rằng Lệnh Hồ Xung tỉ kiếm với đại trang chủ đã thắng. Nếu đại trang chủ thắng thì Hắc Bạch Tử cố nhiên vẫn không biến sắc. Ngốc Bút Ông và Đan Thanh tiên sinh bừng bừng khí thế, vừa gặp mặt thì đã đưa tay đòi lấy thư pháp của Trương Húc và bức họa sơn thủy của Phạm Khoan ngay. Nhưng lão giả bộ hỏi: Phong huynh đệ, đại trang chủ chỉ điểm kiếm pháp cho phong huynh chưa? Lệnh Hồ Xung đáp: Công lực của đại trang chủ cao thâm thật hiếm thấy, nhưng vừa rồi gặp phải tiểu đệ nội lực đã mất hết, nên đối với dao cầm của đại trang chủ phát ra, nội lực không cảm ứng đến tiểu đệ. Chuyện hy hữu trong thiên hạ, đến vậy là cùng. Đan Thanh tiên sinh trừng mắt nhìn Hướng Dẫn Thiên, nói: Vị phong huynh đệ này là con người thành thật, không giấu giếm điều gì. Đồng huynh
lại nói nội lực của Phong huynh đệ còn cao thâm hơn đồng huynh nhiều, làm cho đại ca ta mắc bẫy. Hướng Dẫn Thiên cười nói: Phong huynh đệ khi chưa mất hết nội lực quả thật là cao thâm hơn tại hạ nhiều. Tại hạ nói là trước đây, chứ đâu có nói bây giờ đâu. Ngốc Bút Ông hừ một tiếng, nói: Người không phải là người tốt. Hướng Dẫn Thiên cung tay nói: Trong Mai Trang đã không có ai thắng được kiếm pháp của Phong huynh đệ của tại hạ. Ba vị trang chủ, bọn tại hạ xin cáo từ. Rồi lão quay lại nói với Lệnh Hồ Xung: Chúng ta đi thôi. Lệnh Hồ Xung cung tay cúi người nói: Hôm nay được hân hạnh bái kiến bốn vị trang chủ là điều an ủi trong đời của vãn bối. Sau này nếu có cơ duyên sẽ ghé thăm bảo trang, bái kiến các vị. Đăng Thanh tiên sinh nói: Phong huynh đệ, bất luận ngày nào Phong huynh đệ muốn uống rượu thì cứ việc đến đây, ta sẽ đem các loại danh tửu đã cất lâu nay ra cùng với huynh đệ bình phẩm từng loại một. Còn với đồng huynh này thì... Hướng Dẫn Thiên mỉm cười nói: Tại hạ tửu lượng rất kém, không dám đến thảo luận, cũng không thích uống lắm đâu. Lão nói xong lại cung tay bái biệt lần nữa, rồi nắm tay Lệnh Hồ Xung đi ra. Bọn Hắc Bạch Tử đưa tiễn. Hướng Dẫn Thiên nói: Ba vị trang chủ xin dừng bước, không dám làm phiền các vị đưa tiễn xa. Ngốc Bút Ông nói: Ồ hay, đồng huynh tưởng bọn ta tiễn đồng huynh hay sao? Bọn ta tiễn là tiễn Phong huynh đệ. Nếu một mình đồng huynh đến đây thì một bước bọn ta cũng không tiễn nữa. Hướng Dẫn Thiên cười nói: Thì ra là vậy. Bọn Hắc Bạch Tử tiễn đến ngoài cổng lớn, cuối cùng Lệnh Hồ Xung trân trọng từ biệt. Ngốc Bút Ông và Đăng Thanh tiên sinh chỉ trừng mắt lườm lườm nhìn Hướng Dẫn Thiên, hận là không giật được cái bao trên lưng của lão. Hướng Dẫn Thiên dắt tay Lệnh Hồ Xung đi vào rặng liễu âm u, cách Mai Trang đã xa, mới cười nói: Vô hình kiếm pháp trên đàn của đại trang chủ phát ra vô cùng lợi hại. Huynh đệ, tại sao huynh đệ lại thủ thắng được? Lệnh Hồ Xung đáp: Thì ra đại ca đã biết hết rồi. May mà nội lực của tiểu đệ mất hết, nếu không thì e rằng bây giờ tính mạng của tiểu đệ không còn. Đại ca, đại ca có thù oán gì với bốn vị trang chủ này? Hướng Dẫn Thiên đáp: Không có thù oán gì cả, ta chưa bao giờ gặp mặt họ, làm gì có thù oán được. Bỗng nghe có người gọi: Đồng huynh, Phong huynh, xin mời hai vị quay lại. Lệnh Hồ Xung quay người lại, thấy Đăng Thanh tiên sinh chạy nhanh đến, tay cầm chén rượu, rượu còn hơn nửa chén. Lão nói: Phong huynh đệ, ta có nửa bình Trúc Diệp Thanh cất hơn 100 năm, nếu Phong huynh đệ không nếm thử thì thật là đáng tiếc. Lão nói rồi đưa chén rượu qua. Lệnh Hồ Xung đón nhận chén rượu, thấy rượu xanh biếc như ngọc phỉ thúy, nhìn không thấy đáy, hương rượu rất thuần hậu. Hắn khen: Quả là hảo tửu. Lệnh Hồ Xung uống một hớp rồi khen: Ngon quá. Rồi liền uống liên tục 4 hớp, nửa chén rượu cạn sạch. Lệnh Hồ Xung nói: Rượu này khinh linh hậu trọng, mới uống nghe nhẹ nhàng nhưng sau thì đâm đà, đúng là rượu ngon hạng nhất ở Triết Giang Dương Châu. Đăng Thanh tiên sinh hớn hở nói: Đúng vậy, rượu ngon danh tiếng này là vật báo trân tự ở Kim Sơn Tự tỉnh Triết Giang. Tất cả có 6 bình. Một vị đại hòa thượng ở trong chùa giữ giới không uống rượu mới tặng cho ta 1 bình. Ta uống hết nửa bình thì không nỡ uống nữa. Phong huynh đệ, ta còn mấy thứ rượu ngon, mời Phong huynh đệ trở lại bình phẩm một chút được chăng? Lệnh Hồ Xung đối với giang nam tứ hữu có mối thiện cảm, thêm nữa là có rượu ngon để uống, làm sao mà không thích. Chàng quay lại nhìn Hướng Dẫn Thiên dò ý của lão. Hướng Dẫn Thiên nói: Huynh đệ, tứ trang chủ mời huynh đệ đi uống rượu, vậy huynh đệ cứ đi đi. Còn ta thì tam trang chủ và tứ trang chủ gặp mặt đã không ưa rồi thì ta... Đăng Thanh tiên sinh cười nói:
Ta bớt mình đồng huynh bao giờ. Cùng đi, cùng đi. Đồng huynh là bằng hữu của Phong huynh đệ, ta cũng mời đồng huynh uống rượu. Hướng Dẫn Thiền chưa kịp từ chối thì tay trái của Đăng Thanh tiên sinh đã nắm tay lão, còn tay phải nắm tay Lệnh Hồ Xung, cười nói: Đi đi, đi uống vài bát nữa đi. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Lúc bọn mình cáo từ, vị tứ trang chủ này đối với Hướng đại ca rất không thân thiện, làm sao bỗng nhiên tha thiết mời đại ca trở lại? Chẳng lẽ lão không quên được bức thư họa ở trong bao trên lưng Hướng đại ca, định bày ra âm mưu khác lấy cho bằng được ư? Ba người trở lại Mai Trang. Ngốc Bút Ông đứng chờ ở cửa, vui mừng reo lên: Phong huynh đệ quay lại rồi, hay quá, hay quá. Bốn người trở về kỳ thất. Đăng Thanh tiên sinh rót mấy thứ rượu ngon ra cùng ẩm sướng với Lệnh Hồ Xung, còn Hắc Bạch Tử vẫn không lộ diện. Trời đã sắp tối, Ngốc Bút Ông và Đăng Thanh tiên sinh dường như đang đợi một người nào đó, cứ liếc mắt nhìn ra cửa hoài. Hướng Dẫn Thiền cáo từ mấy lần mà hai lão vẫn cố giữ lại. Lệnh Hồ Xung không thèm để ý, chỉ uống rượu. Hướng Dẫn Thiền ngẩng nhìn trời rồi cười nói: Nhị vị trang chủ, nếu không cho bọn tại hạ ăn cơm thì tại hạ phải chết đói mất thôi. Ngốc Bút Ông nói: Phải, phải. Rồi lão lớn tiếng gọi: Đinh quản gia, mau bày tiệc ra đi. Đinh Kiên ở ngoài cửa đáp dạ. Giữa lúc này cánh cửa phòng bị đẩy vào, Hắc Bạch Tử đi vào, nói với Lệnh Hồ Xung: Phong huynh đệ, tây trang còn có một vị bằng hữu muốn thỉnh giáo kiếm pháp của Phong huynh đệ. Ngốc Bút Ông và Đăng Thanh tiên sinh nghe nói như vậy cùng nhảy lên hớn hở nói: Đại ca đồng ý rồi ư? Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Người đó tỉ kiếm với mình cần phải được sự đồng ý của đại trang chủ. Bọn họ giữ mình ở lại đây, dường như nhị trang chủ đang thương lượng với đại trang chủ. Phải năn nỉ lâu như vậy đại trang chủ mới đồng ý. Vậy nếu người này không phải là con cháu hậu bối của đại trang chủ thì cũng là môn hạ của lão. Chẳng lẽ kiếm pháp của người đó còn cao minh hơn cả đại trang chủ ư? Lệnh Hồ Xung liền chuyển đổi ý nghĩ rồi la thầm: Cháu ơi, không xong rồi. Bọn họ biết nội lực của ta không còn, họ muốn giữ thể diện nên không tiện ra tay. Nhưng nếu phái một tên hậu bối hoặc thuộc hạ đến động thủ với ta, tỉ thí nội lực với ta, há không phải lấy tính mạng ta ngay lập tức ư? Nhưng chàng liền nghĩ lại: Bốn vị trang chủ đều là bậc anh hùng quang minh lỗi lạc, làm sao có thể có hành vi đê hèn như vậy? Nhưng tam trang chủ và tứ trang chủ lại mê hai bức thư họa như điên, còn nhị trang chủ vẻ mặt lạnh lùng im lặng. Nhưng đối với những thế cờ chưa được đến tay thì không can tâm. Vì những bức thư họa và các nước cờ mà làm hạ sách này cũng không phải là chuyện vô lý. Nếu có người dùng nội lực đả thương ta thật thì ta dùng kiếm pháp đả thương những chỗ yếu hại của hắn trước. Hắc Bạch Tử nói: Phong Tiểu Hiệp, làm phiền Phong Tiểu Hiệp một lần nữa. Lệnh Hồ Xung nói: Nếu lấy công phu thật mà luận thì ngay cả tam trang chủ, tứ trang chủ, giảng bối cũng không phải là đối thủ. Đừng nói chi đến đại trang chủ, nhị trang chủ. Bốn vị tiền bối ở Cô Sơn Mai Trang võ công trác tuyệt, chỉ vì thích rượu hợp tính với giảng bối cho nên mới tình nguyện nhân nhượng đủ điều. Một chút kiếm thuật thô thiển của giảng bối thật không dám phô trương cái dở ra nữa. Đăng Thanh tiên sinh nói: Phong huynh đệ, võ công của người đó đương nhiên là cao hơn Phong huynh đệ, nhưng Phong huynh đệ không cần phải sợ. Người đó... Hắc Bạch Tử chặn lời nói của lão lại. Lão nói: Trong tẩy trang còn có một vị tiền bối danh gia tinh thâm kiếm thuật. Người đó nghe nói kiếm pháp của Phong Tiểu Hiệp tinh thâm như vậy, nhất định đòi so tài mấy chiêu. Hy vọng Phong Tiểu Hiệp hãy tỷ đấu thêm một trận nữa. Lệnh Hồ Xung nghĩ tỷ đấu thêm một trận nữa không chừng bị ép buộc phải đả thương người và gây thù hận với bọn giang nam tứ hữu. Chàng bèn nói: Bốn vị trang chủ đối đãi với giảng bối rất là tốt, nếu tỷ đấu thêm một trận nữa, không biết vị tiền bối này tính tình như thế nào. Nếu làm náo động thì không vui khi chia tay. Hoặc giả giảng bối bị thương ở dưới kiếm của tiền bối này, há không phải là tổn thương hòa khí ư? Đăng Thanh tiên sinh cười nói: Không sao, sẽ
sẽ không... Hắc Bạch Tử lại cướp lời. Bất luận thế nào, bốn huynh đệ ta cũng không trách Phong thiếu hiệp đâu. Hướng Dẫn Thiên nói: Thôi được, tỷ thí thêm một trận nữa có sao đâu. Ta có chút việc không thể chậm trễ được, phải đi ngay. Phong huynh đệ, chúng ta sẽ gặp nhau ở phủ Gia Hân. Ngốc Bút Ông và Đan Thanh tiên sinh đồng nói: Đồng huynh đi trước sao được. Ngốc Bút Ông nói: Trừ phi đồng huynh để thư pháp của Trường Húc lại. Đan Thanh tiên sinh thì nói: Sau khi Phong thiếu hiệp thua thì đi đâu tìm Phong huynh để lấy thư họa kỳ phổ? Không được, không được. Đồng huynh nán lại một chút. Đinh quản gia, mau bài tiệc ra. Hắc Bạch Tử nói: Phong thiếu hiệp, ta đưa thiếu hiệp đi. Đồng huynh, mời đồng huynh dùng cơm trước. Bọn tại hạ đi một chút thì sẽ quay lại với đồng huynh. Hướng Dẫn Thiên lắc đầu lia lịa nói: Trận tỷ đấu này các vị quyết chi thủ thắng. Phong huynh đệ của tại hạ tuy kiếm pháp tinh thầm nhưng thiếu kinh nghiệm lâm địch, các vị lại biết nội lực của Phong huynh đã mất. Nếu tại hạ không đứng bên lượt trận, dù cuộc tỷ thí này bị thua thì lòng cũng không cam phục. Hắc Bạch Tử nói: Đồng huynh nói như vậy là có dụng ý gì? Chẳng lẽ bọn ta lừa dối hay sao? Hướng Dẫn Thiên nói: Bốn vị trang chủ ở Cô Sơn Mai Trang là người hào kiệt, tại hạ ngưỡng mộ hoài danh đã lâu, dĩ nhiên vô cùng tin tưởng. Nhưng Phong huynh đệ phải đi tỷ kiếm với người khác, tại hạ thực không biết ở trong Mai Trang ngoài bốn vị trang chủ ra lại còn có một vị cao nhân nào khác. Xin hỏi nhị trang chủ, người này là ai? Nếu tại hạ biết người này cũng như bốn vị trang chủ cũng là anh hùng hiệp sĩ quang minh lỗi lạc thì tại hạ mới an lòng. Đan Thanh tiên sinh nói: Võ công danh vọng của vị tiền bối này so với bốn huynh đệ của ta còn cao hơn, thật không thể một lúc mà nói được. Hướng Dẫn Thiên nói: Trong võ lâm, người có danh vọng tương đương với bốn vị trang chủ chỉ đếm trên đầu ngón tay, chắc tại hạ cũng biết tên người đó. Ngốc Bút Ông trả lời: Tên của người này không tiện nói cho đồng huynh nghe được. Hướng Dẫn Thiên lại nói: Vậy tại hạ nhất định phải ở bên cạnh xem tỷ kim, nếu không thì cuộc so tài này phải hủy bỏ thôi. Đan Thanh tiên sinh nói: Sao đồng huynh cố chấp qua vậy? Ta thấy đồng huynh lâm trận thì có hại cho đồng huynh chứ không có lợi. Người này ẩn cư đã lâu, không thích người ngoài nhìn thấy diện mạo của y. Hướng Dẫn Thiên nói: Vậy sao Phong huynh đệ tỷ kim với người đó được? Hắc Bạch Tử trả lời: Cả hai bên đều trùm đầu lại, chỉ để lộ hai mắt thì ai cũng không nhìn ra được ai. Hướng Dẫn Thiên nói: Bốn vị trang chủ cũng trùm đầu luôn ư? Hắc Bạch Tử lại đáp: Đúng vậy, tính khí của người này rất cổ quái, nếu không thì người đó không động thủ. Hướng Dẫn Thiên nói: Vậy thì tại hạ trùm đầu luôn là được rồi. Hắc Bạch Tử do dự một lúc rồi mới nói: Đồng huynh đã cố chấp muốn đến tận nơi xem tỷ đấu thì cũng được thôi, nhưng xin đồng huynh phải đồng ý một chuyện là từ đầu đến cuối trận đồng huynh không được lên tiếng. Hướng Dẫn Thiên cười đáp: Dạ cầm thì đâu có khó gì. Hắc Bạch Tử liền dẫn đường, Hướng Dẫn Thiên và Lệnh Hồ Xung đi theo sau, Ngốc Bút Ông và Đan Thanh tiên sinh đi sau cùng. Lệnh Hồ Xung thấy lão đi theo lối cũ thẳng đến nơi đại trang chủ ở, đến ngoài cầm đường của đại trang chủ, Hắc Bạch Tử gõ nhẹ lên cửa 3 tiếng rồi đẩy cửa vào. Thấy trong phòng có một người đầu trùm khăn đen, nhìn y phục biết là Hoàng Chung Công. Hắc Bạch Tử đến trước lão, cúi đầu kề tai nói nhỏ mấy câu. Hoàng Chung Công lắc đầu nói nhỏ vài câu, rõ ràng là lão không muốn Hướng Dẫn Thiên tham dự cuộc đấu này. Hắc Bạch Tử gật đầu quay người lại rồi nói: Đại ca, ta e rằng tỷ kiếm là chuyện nhỏ, nhưng làm tức giận vị bằng hữu này là chuyện lớn, chuyện tỷ kiếm phải bãi bỏ thôi. 5 người cúi người về phía Hoàng Chung Công hành lễ rồi cáo từ đi ra. Đan Thanh tiên sinh cao nhào: Đồng huynh, con người của đồng huynh thật là cổ quái, chẳng lẽ đồng huynh sợ bọn ta cùng về hùa ăn hiếp Phong huynh đệ hay sao? Đồng huynh đòi phải đến đứng bên cạnh xem xét cuộc tỷ kiếm, khiến chuyện này biến thành mây khói,
há không phải khiến người ta cục hứng ư? Ngốc bút ông nói: Nhị ca, phải tốn nhiều hơi sức mới xin được đại ca đồng ý, vậy mà đồng huynh lại cứ quấy rối hoài. Hướng Dẫn Thiên cười nói: Thôi được, thôi được, tại hạ nhường một bước, không xem trận tỷ đấu này nữa. Nhưng các vị phải công bằng, không được ăn hiếp phong huynh đệ của tại hạ. Ngốc bút ông và Đăng Thanh tiên sinh bây giờ vui mừng cùng nói: Đồng huynh coi bọn ta là hạng người như thế nào, có lý nào bọn tại hạ lại ăn hiếp Phong thiếu hiệp chứ? Hướng Dẫn Thiên chỉ cười nói: Tại hạ ở trong kỳ thất đợi phong huynh đệ, bọn họ úp úp mở mở, không biết sắp dở trò gì. Huynh đệ phải thật tỉnh táo, gian lận cẩn thận. Lệnh Hồ Xung cười nói: Trong Mai Trang toàn là những bậc cao nhân ẩn sĩ, nào có người làm chuyện gian dối đâu. Đăng Thanh tiên sinh lại cười nói: Đúng vậy, Phong thiếu hiệp đâu giống như đồng huynh, cứ lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng người quân tử. Hướng Dẫn Thiên đi vài bước thì quay đầu lại, ngoắc tay nói: Phong huynh đệ, huynh đệ qua đây, ta phải dặn dò huynh đệ vài câu, đừng để mắc bẫy của người ta. Đăng Thanh tiên sinh cười cười không thèm để ý. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Hướng đại ca quá cẩn thận, ta đâu phải đứa trẻ lên ba, muốn gạt ta đâu có dễ. Lệnh Hồ Xung liền đi đến gần Hướng Dẫn Thiên. Hướng Dẫn Thiên nắm tay Lệnh Hồ Xung, chàng cảm thấy trong tay mình có một cuộn giấy. Lệnh Hồ Xung nắm chặt thì cảm thấy trong cuộn giấy đó có vật gì rất cứng. Hướng Dẫn Thiên cười hi hi, kéo chàng đến gần rồi nói nhỏ vào tay: Sau khi huynh đệ gặp người khó thì đến gần nắm tay người đó, làm ra vẻ thân mật, rồi đem cuộn giấy này nhét vào tay người đó. Chuyện này có quan hệ rất trọng đại, không được sơ suất. Bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần 43 của bộ truyện Kiếm Hiệp Kim Dung, Tiếu Ngạo Giang Hồ. Và câu chuyện này sẽ diễn tiến như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần đọc truyện tiếp theo được phát sóng vào ngày mai cũng trên kênh VOV Giao thông, sóng FM tần số 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ thì chúng tôi, nhóm thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.